Lộc Nguyễn xin mến chào tất cả quý anh chị và cô bác. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang đứng trên một cái trục đường đường nhựa nha. Cái con đường này là hai xe tải chạy tránh nhau luôn. Và bên tay trái Lộc, nếu mà quý anh chị đi ra thì đi ra ngay cái chợ lớn luôn ha. Và ở đó nó có tất cả những cái tiện ích như là ngân hàng nè, điện máy xanh, bách hóa xanh, thế giới động và trường học các cấp đầy đủ cho quý anh chị ha. Và bây giờ á, Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị và cô bác một căn nhà. Đó chỉ cách cái đường đường nhựa này nè quý anh chị, chỉ tầm khoảng 50 mét thôi, và trong vòng bán kính 500 mét đổ lại thì Lộc Nguyễn đã nói rồi, không thiếu một thứ gì luôn nha quý anh chị. Trường học các cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ ha. Đường này thì chúng ta di chuyển xe hơi đi đến cái vị trí mà căn nhà Lộc Nguyễn giới thiệu cho quý anh chị luôn. Và thông qua video này, Lộc Nguyễn cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và cô bác trong suốt thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ tất cả những cái sản phẩm bên nhà đất Lộc Nguyễn đang review ha. Tất cả những cái sản phẩm bên nhà đất Lộc Nguyễn review đều là sản phẩm chính chủ, nên quý anh chị và cô bác an tâm khi đi xem nhà với Lộc Nguyễn sẽ không có mất thời gian của quý anh chị ha. Đó, từ đi đầu đường đi vào bên trong căn nhà này chỉ có khoảng 50 mét thôi, rất là gần luôn nha quý anh chị. Một cái mẫu nhà cấp 4. Đó, nhà mới hoàn toàn luôn, mới tinh luôn nha quý chị. Và diện tích á là ngang 5, sâu vào là 17 mét. Thôi chúng ta di chuyển đến cái vị trí nhà chúng ta luôn ha. Nhà chúng ta thì đã làm mái tôn che ra hết rồi, nên quý anh chị an tâm là cái khúc khoảng sân của chúng ta nó sẽ rất là mát mẻ. Ở trên trần á, trên cái phía bên ngoài nè, chủ nhà cũng làm một cái mái tôn che ra cho quý anh chị rồi, để che mưa che nắng ha. Và xung quanh đã được hùm bao tường rào khá là chắc chắn cho quý anh chị rồi. Rồi đi vào bên trong cái khoảng không gian nhà chúng ta thì cái sàn nhà nè nó cũng cao hơn phía cái khoảng sân luôn. Cái khoảng sân thì đã được chủ nhà ốp những cái gạch chống trơn trượt cho quý anh chị á, nên cái khoảng sân này á, cái sân này rất là thích hợp cho người lớn tuổi chúng ta đi, hoặc là nếu mà quý anh chị để xe thì tầm khoảng 6 đến 7 chiếc xe máy luôn ha. Bên tay trái Lộc nè có một cái vòi nước cho quý anh chị ha. Chủ nhà rất là kỹ lưỡng khi làm cái vòi nước cho quý anh chị ở cái khoảng không gian này. Thì với cái vòi nước này quý anh chị vừa có thể là rửa xe, vừa có thể là tưới cây, thì rất là thuận tiện ha quý anh chị. Rồi đi vào bên trong khu vực phòng khách ạ. Đi vào bên trong khu vực phòng khách thì sẽ qua thêm một cái lớp cửa bốn cánh nữa nè quý anh chị. Cánh cửa này rất là nặng tay khi mà Lộc Nguyễn di chuyển nè, và được sơn tĩnh điện với cái tông màu xám cho quý anh chị rồi. Này, tường ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị luôn, nên rất là sạch sẽ. Ở phía ngoài có một cái đèn chiếu sáng cho quý anh chị luôn rồi ha. Rồi đi vào bên trong khu vực phòng khách ạ. Khu vực phòng khách thì nó rất là rộng nha, với chiều ngang là ngang 5 á, sâu vào 17 mét, nên nó rất là rộng. Khoảng không gian này nè, đó thì tường ốp gạch lên tầm khoảng 1m6 cho quý anh chị luôn, nên rất là sạch sẽ. Nhà nào có con nít thì chúng ta không có sợ bị vẽ bậy lên tường. Rồi nó có một cái khoảng không gian trống ở đây nè. Đó, một cái ô cửa sổ cho một cái ô để cho quý chị lấy sáng ha. Thì với khoảng không gian này chúng ta có thể tận dụng để chúng ta làm một cái khu vực bàn thờ ở khoảng không gian này ha. Thờ ông bà tổ tiên, thờ Phật, thờ đạo Thiên Chúa, thì theo tín ngưỡng của mỗi gia đình. Trên trần là quý chị, trần là trần là dịch cấp, xung quanh thì có hệ thống đèn led rất là nhiều luôn, nên á căn nhà, cái khu vực phòng khách này nó sẽ rất là sáng cho quý anh chị. Khi mà quý anh chị tiếp khách đó, chúng quý anh chị bật hết đèn lên thì phòng khách nó sẽ rất là đẹp nha quý anh chị. Thì khi mà quý anh chị sở hữu căn nhà này thì Lộc Nguyễn sẽ hỗ trợ cho quý anh chị lắp nội thất như là bộ ghế sofa bằng gỗ ở phía bên tay trái nè. Quý anh chị để bên cái vị trí này bằng gỗ thì sẽ rất là đẹp. Trên tường thì chúng ta treo một cái tivi tầm khoảng 60 inch nữa thì rất là tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đi đến cái căn phòng ngủ đầu tiên. Vì là căn nhà cấp 4 nên chủ nhà thiết kế cho mình là hai cái căn phòng ngủ ha, nên căn nhà này rất là thích hợp và thuận tiện cho cô dì chú bác lớn tuổi, hoặc là nhà có mẹ bầu á, chúng ta ưu tiên để mình ngủ căn phòng ngủ này ha quý anh chị. Đó, cánh cửa nè làm rất là xịn luôn, cửa kính nha, sofa kính mờ nha quý anh chị, cách âm rất là tốt luôn. Rồi tiếp đến là cái căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng ngủ này nó sẽ khác nha. Ở phía trên nè có một cái ô để cho quý anh chị lấy gió lấy sáng. Quý anh chị nào mà không thích nằm máy lạnh á thì chúng ta tận dụng cái khoảng không gian này để chúng ta xài quạt gió thôi, thì nó sẽ rất là thông thoáng và mát mẻ. Và ở trên trần á là trần la phong nè, còn ngoài bên đây là trần thạch cao, hệ thống đèn led suốt từ khu vực phòng khách cho đến khu vực dưới đây luôn. Rồi tiếp đến là cái khoảng không gian phòng vệ sinh, hơi lộn, tiếp đến là không gian khu vực bếp siêu rộng luôn quý anh chị, làm cho mình là tủ bếp trên, tủ bếp dưới nè. Ở những cái khu vực nhà cấp 4 á thì nó sẽ rất là dễ bị mối mọt, nên chủ nhà làm cho quý anh chị là thiết bị là nhôm ha. Đây,
rất là nhiều kệ tủ và phía trên đã được ốp lát những cái đá hoa cương rồi nè, nên là rất là sạch sẽ cho quý anh chị luôn. Đây ạ, hai cái bồn để cho quý anh chị vừa rửa rau rửa chén thì rất là hợp lý. Có một cái ô cửa sổ để cho chúng ta nấu nướng á, nó không có bị bí bách mùi và lúc nào cũng thông thoáng mát mẻ. Và điểm cộng cho căn nhà này là nó có một cái khoảng sân sau. Khoảng sân sau này là Nguyễn quay lúc 3 giờ chiều quý anh chị, cũng khá là nắng. Thì quý anh chị tận cái dụng cái khoảng không gian này để chúng ta phơi đồ giặt giũ ở đây ha. Đó, quý anh chị thích không gian nó trống thì chúng ta để trống vậy luôn. Còn không thôi thì chúng ta làm một cái mái che tôn ra thì nó sẽ rất là mát đó quý anh chị. Rồi, đi vào bên trong khu vực phòng vệ sinh nha. Khu vực phòng vệ sinh thì đầy đủ tất cả những cái thiết bị cơ bản như là bồn cầu, lavabo, vòi sen nè và gạch á, nó ốp lên tới trần cho quý anh chị luôn nên rất là sạch sẽ ha. Rồi vừa rồi thì quý anh chị đã tham quan qua hết từng ngóc ngách căn nhà của chúng ta rồi. Lộc Nguyễn sẽ thống kê chi tiết lại một lần nữa cho quý anh chị nắm thông tin. Vị trí ngôi nhà của chúng ta nó chỉ cách chợ tầm khoảng 500m thôi và đi lên các quận trung tâm như là quận 8, quận 7, quận 4, quận nhất á thì tầm khoảng 35 phút thôi thì cũng khá là gần. Nên quý anh chị chọn căn nhà này để chúng ta nghỉ dưỡng hoặc là một cái nơi an cư lập nghiệp thì cũng khá là hợp lý. Vị trí xe hơi đi đến nơi. Nhà chúng ta thì nằm trong cái hướng đông bắc luôn nha quý anh chị. Ngang năm sâu vào 17m. Nhà cấp 4 có 2 phòng ngủ cho quý anh chị và mức giá đầy đủ hiện tại chủ đang gửi Lộc Nguyễn review là 1.700.000.000. Giá này không phát sinh nha. Một căn nhà sổ hồng riêng thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến 800.000.000 luôn. Thì quý anh chị chỉ cần bỏ ra tầm khoảng 900 tới từ 800 tới 900 triệu là quý anh chị đã được sở hữu cái ngôi nhà này rồi. Thì cuối video Lộc Nguyễn mến chúc cho tất cả quý anh chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và sớm sở hữu cho mình một căn nhà, một miếng đất, một cái bất động sản theo đúng nhu cầu và đúng tài chính của quý anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.